tay chụp hình ô dề của dàn cát 2 ngày 1 đêm, các anh tạo trend mới có đúng không? Không thích nghiêm túc, đây là các dàn cát 2 ngày 1 đêm chụp ảnh quảng bá cho chương trình. Nhân dịp sinh nhật Chris Van, ekip 2 ngày 1 đêm đã tung ra bộ ảnh mà nam streamer chụp quảng bá cho chương trình để gửi tặng khán giả. Bên cạnh khoảnh khắc diện xui hồng bảnh bao, Chris Van khiến mọi người bật cười với kiểu tạo dáng và biểu cảm của anh trong những outfit khác. Không chỉ riêng gì Chris Van, những vợ muối của 2 ngày 1 đêm cũng có style chụp ảnh tương tự. Ngoài những khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi, các thành viên của chương trình sẽ luôn có những kiểu pose dáng cực hài hước và khác biệt. Không chỉ vậy, trước đó dàn cát cũng đã có những loạt ảnh visa vô cùng là hài hước. Trước đó thì ekip chương trình tiếp tục tung ra loạt khoảnh khắc phong cảnh ảnh thẻ, làm ảnh visa của các thành viên. Thế nhưng ở 2 ngày 1 đêm thì đến ảnh thẻ cũng khác biệt, hay bị nói là mặt quạo, nên giờ Giang Ca chuyển sang trạng thái baby cute. Hẳn là Nhã Phương mà thấy cảnh này thì chắc sẽ lạ lẫm lắm. Nhưng cuộc tình dù đúng dù sai thì Nhã Phương vẫn đam mê xem chồng bị hại. Thắng thì vui mà thua thì cũng vui nốt. Ngoại hình nam tính đã giúp Kiều Minh Tuấn trở thành một trong những nam thần tại màn ảnh Việt. Tuy nhiên thì đi sâu 2 ngày 1 đêm, chắc hẳn hình ảnh đó cũng rời xa Kiều Minh Tuấn. Thay vào đó là biểu cảm như thế này. Đây là nét khi biết tự dưng khoảnh khắc phát tán mùi của mình bị ekip công khai và bỗng dưng bản thân lại có thêm cục nợ mang tên Jennifer Kiều mặt quạo. Hình ảnh tràn đầy sự may mắn tươi sáng của Ngô Kiến Huy chắc chắn tỏ đen lần này sẽ may mắn hơn vì đã có đồng đội tuyệt vời. Nhưng đó là Ngô Kiến Huy nói. Có vẻ Dương Lâm biết trước được chương trình sẽ ghi hình ngoài trời ở những địa điểm hoang dã nên đã tập cách nói chuyện với muôn thú chim chóc trước trang. Hình ảnh Chris Van tấm chiếu mới chưa bao giờ trải, biết mình bị lừa và bỗng dưng thấy sao rời xa vòng tay Quỳnh Anh là bão tố. Nhưng Chris Van lại bảo anh rất gan dạ, vậy hãy chờ xem chương trình lên sóng xem sao. Em út của cả gia đình, người chuẩn bị mất hình tượng rapper cool ngầu khi tham gia 2 ngày 1 đêm, vẫn giữ nét cute baby face của mình. Thế nhưng đời không như là mơ, có đáng yêu thì PD cũng không tha đâu hiếu thứ ai ơi. Không dừng lại ở đó, khoảnh khắc lầy lội của dàn cát còn được thể hiện qua loạt ảnh dìm vô cùng là hài hước và đáng yêu. Chả là sau bao ngày ôm tạ ngày đêm, Dương Lâm háo hức khoe ảnh chuẩn soái ca với body 6 múi lên mạng xã hội, nhưng Ngô Kiến Huy làm gì có ngồi yên, anh tung ngay một khoảnh khắc hàng thực tế và hàng trên mạng của Dương Lâm. Dương Lâm cũng không vừa khi tung luôn bức ảnh khoe đùi thon của Ngô Kiến Huy. Thế nhưng người bị dìm nặng nhất lại là em út hiếu thứ hai với gương mặt đăm chiêu nhìn vào ly trà đá. Trước đó ekip cũng từng tung ra khoảnh khắc bơ phở của Chris Van trước khi lên đường đang ngăn dở tô phở, không rõ điều gì khiến streamer đẹp trai bỗng dưng buồn ngủ ngang vậy nè. Có thể thấy mặc dù chương trình chưa lên sóng nhưng fan đã thu thập được khá mem từ dàn cát. Sương sương đã như vậy thì đến lúc 2 ngày 1 đêm chính thức ra mắt hẳn là khắp nơi sẽ toàn meme.